Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 20.000 token có ký hiệu là RX Dot đến từ dự án Great Smart Dot. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, bấm nút start nè. Sau đó các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller, làm tất cả các trang mạng xã hội nữa mà. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Like và chích dẫn cho tờ Twitter tăng 3 người bạn vào nữa các bạn. Vì mình đã tao quýt rồi các bạn, đang làm cái video cái tên cái mình xóa luôn rồi, mình bắt làm lại cho các bạn. Rồi sau đó các bạn follow minimum nè các bạn, thì cái link minimum này nó bị lỗi, mình để phần link minimum cho các bạn follow nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Facebook nè, trên Facebook bấm thích nha các bạn, xuống đây bấm thích bài nó luôn các bạn, thích dài bài luôn cho nó bắt up lên nè. Sau đó các bạn subscribe kênh YouTube channel nữa nè. Trên kênh YouTube này bạn bấm đăng ký nha bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào submit đi tên. Sau đó nó hỏi có join kênh group kênh seller hay không thì các bạn vào kiểm tra nha bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi các bạn bấm don. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram các bạn thì các bạn nhập ba anh cùng nè. Vào setting copy username Telegram mình là cộng 5 số 2. 1 2 3 4 5, các bạn gửi cho bot. Sau đó các bạn điền là username tờ Twitter các bạn. Các bạn mở tờ Twitter các bạn dư cái trang avatar của mình sẽ thấy được username tờ Twitter mình nha các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn nhiều lần rồi. Tiếp tục submit username minimum thì bạn nhấp vào minimum nữa. Trên minimum bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn, thì các bạn sẽ thấy được username mình chỗ này nè các bạn, à cộng. À, cộng anh Nhân Quỳnh 1991. Rồi thêm mà cộng đầu tiên. Rồi bạn gửi cho bot. Sau đó các bạn gửi đường submit profile lên Facebook nữa. Đây nhiệm vụ không bắt buộc nhưng mà làm luôn các bạn. Làm những cái tách này để kiếm tôi cần thêm nha các bạn. Rồi trên Facebook thì các bạn nhập vào cái mũi tên nè. Các bạn nhập vào avatar của mình nè. Nhấp ba gạch cùng nè. Các bạn sẽ chép lên Facebook mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn submit username YouTube của mình nha các bạn. Thì trên username YouTube của mình, thì trên kênh YouTube của mình bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn thêm icon đầu tiên, icon Ngọc Anh MMO. Rồi các bạn trả dựng bot nè. Các bạn thêm icon đầu tiên các bạn. Còn bạn nào không có thì bấm skip bỏ qua. Ngọc Anh MMO. Khoan các bạn đã coi đúng không? Các bạn MMO các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với BNB sẽ mất trên BET20 trên dưới chocolate mình nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép địa chỉ nè. Các bạn gửi cho bot nè. Rồi sau đó bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi mong mong nhờ cái form lên ghép chia sẻ trong bài những cái thằng nó kiếm đồ căng các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.